giáo sư tiến sĩ Rizad Buzinski và giáo sư tiến sĩ Marek Tippenpes, Đại học Tổng hợp Wazakwa, Ba Lan, là hai giáo sư vật lý có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trường Đại học Vinh và ngành giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua. Việc phong danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Vinh không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cầu nối hữu nghị hợp tác giữa cộng đồng nhà khoa học ở nước ngoài với Đại học Vinh trong tương lai. Trước đó, Trường Đại học Vinh cũng đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho các giáo sư đến từ các trường đại học của Ba Lan và Hoa Kỳ.